Bạn tìm ai vậy? Cho mình hỏi có Hoàng Anh có nhà không bạn? Ủa Dung My hả con? Dạ con chào cô. Trời ơi đẹp gái quá, y như mẹ Mai vậy đó. Con cảm ơn cô. Nhà con mới dọn tới sáng nay, mẹ con có gửi cho cô một ít xôi nè cô. À, nói với mẹ là cô cảm ơn nhiều nha. Đi vô nhà cô chơi. Dạ để hôm khác, nhà con hôm nay có việc, con phải về phụ mẹ. Vậy hả, vậy thôi vài bữa nữa cô ghé nhà chơi nha. Dạ con chào cô con về. Ừ. Mẹ ơi. Cái gì? Cái bạn răng trắng đó là ai vậy mẹ? Con của bạn mẹ. Sao vậy? Bạn xinh quá mẹ ơi. Chạy nước miếng rồi kìa. Mẹ kỳ quá à. Ôi thực chân nha. Nựng cái chân, nựng cái chân nè. Ôi. Đi vô. Điên. Nè, con soi đi. Cái gì vậy? Rin mới soi vô đây chứ. Mẫn, em có biết cái bạn đem soi tới? Nếu như mình nói cho nó biết, kiểu gì nó cũng hớt tay trên của mình. Kể cho nó nghe gì Yumi chẳng khác nào là ôm nguyên trái bơm chạy vô lửa. Mình đâu có ngu đâu. Chừng nào mà cua được Yumi rồi mình giới thiệu sao? Không thể nào giấu chứng cho ác được. Nói gì mặt tức ra vậy? Dĩa này nè. Mà mình không biết Yumi có nhà không nữa. Ủa mà ông có số của cô ấy không vậy? Không có. Hay là mình cứ qua trả cho Yumi ta. Mắc công Yumi qua đây gặp Mẫn nữa. Ừ. Ai vậy ta? Đợi mình tí nha. Cho hỏi ai vậy? Mình là Yumi nè, cho mình lấy cái đĩa soi hôm bữa nha. Yumi. Đợi tôi tí nha. Khoan đã. Ông làm gì chạy như ma đuổi vậy? Yumi tới. Yumi tới hả? Để tôi đi gặp Yumi coi. Ê, không được đâu. Sao mà không được? Yumi tới. Ông không gặp được Yumi đâu. Tại sao tôi không gặp được Yumi? Tại em đẹp trai tôi. Đẹp trai thì là sai đâu. Được không? Nếu như ông muốn gặp Yumi á, ông đợi đi, khi nào tôi thành công á, tôi sẽ dẫn ông đi gặp Yumi. Nhớ nha, hứa nha. Còn bây giờ tôi mới làm, tôi không biết tôi mới làm. Hả? Bây giờ tôi không biết ông rượu, ông rượu không biết. Ông nói cái gì vậy? Trời ơi, tôi rửa rửa bên tôi lộn đúng không em? Wow, không hiểu luôn á. Ý tôi là tôi không biết lộn á, lưỡi cho tôi một cái áo, tôi gặp Yumi được á. Ờ, đúng rồi. Để thay cái áo khác đi. Mình thiệt là thông minh. Cái dĩa để ăn mà mình đem giấu ở phòng khách, đố ai tìm ra được. Tha hồ mà con vợ. Trời ơi, có cái dĩa không cũng lâu nữa. Yumi ơi, tôi tìm nãy giờ mà không thấy cái dĩa ở đâu hết á. Hay là bạn có nhớ nó nhìn ra làm sao không? Cái dĩa có họa tiết màu xanh dương á. À, cái dĩa màu xanh dương đúng không? Ừ. Nhà tôi nhiều cái dĩa màu xanh dương lắm. Hay là bạn vô tìm phụ mình nữa. Cũng được. Đi vô. Tôi dẫn bạn vô. Wow, nhiều người đẹp quá. Bạn thiệt có mắt đó nha. Bếp thì mình dưới đây nè. Mình không có tìm thấy cái dĩa nào màu xanh hết á. Vậy mình tìm ở đây được không? Được, bạn cứ tự nhiên đi. Không có dưới đây đâu. Nhiều khi mẹ mình đem lên phòng khách đựng trái cây á. Bạn muốn lên đó tìm thử không? Cũng được. Vậy mình đi nha.
Đi, phòng khách ở trên đây nè. Yumi, bạn học trường nào vậy? À, mình mới chuyển đến trường của bạn được mấy ngày đó. Ờ, thiệt hả? À, mà bạn là Minh phải không? Ờ. Mình nghe mẹ mình nói bạn học giỏi lắm phải không? Còn đậu được cái kỳ thi gì... Ủa mà ai kia? À, thằng em trai mình đó mà. Kệ nó đi, đừng có quan tâm tới nó. Ờ, Yumi, mình nhớ ra cái dĩa để đâu rồi. Hôm qua thằng em mình nó ăn xong á, nó giấu dưới gầm ghế nè. Phải cái này không? À, đúng rồi. À. Mà em bạn có cơ bắp đẹp thiệt không? Yumi, để mình đưa bạn về nha. Ừ, thôi khỏi, để mình tự về được, bạn đưa cái đĩa đây. Ờ, mình có điện thoại cho mình xíu nha. Alo, ba hả? Dạ, con về liền. Minh ơi! Hả? Mình phải về nha, tại vì ba mình có việc ở nhà, bạn sẽ mở cửa cho mình nha. À, à, bạn về đi, nãy mình không có khóa cửa. Ờ, vậy thôi mình về mình nha. Mình đang bận rập tạp chí, mắc cười quá, vui quá đi. Đúng là tạp chí mà. Anh làm cái quái vậy? Muốn chết hả? À, xin lỗi mà, anh không có cố ý đâu. Anh không có cố ý mà. Chạy, 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 chạy. Bỏ tôi ra. Lộc ơi. Chạy lên, Lộc ơi. Lẹ đi, lẹ đi. Lộc ơi, chạy lên, Lộc. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi. Trốn hả? Đi vô đây coi, chạy lên. Mấy cái thằng này. Anh xin lỗi mà, anh không có biết là cái mặt em ở đó. Anh xin lỗi, anh lên cạnh em. Không biết hả? Đi ra đây tôi cho biết nè. Đi ra đây, đi ra đây lên. Chặt mày Long ơi, nhìn cái cửa chặt tay. Ông có biết, có người yêu là ước mơ lớn nhất của cuộc đời tôi á. Lần này tôi phải thành công mới được. Lần này kiểu gì cũng thành công mà. Nãy ông xử lý hay lắm á. Ông nghĩ vậy thiệt hả? Ờ. Cảm ơn ông nha. Không có gì ông ạ. Ông ơi, cảm ơn ông. Không có gì ông ạ. À bạn ơi, cho mình xin cái dĩa. Long. Ông có nghĩ là Yumi thích tôi không? Tất nhiên là thích rồi, nãy tôi nhìn là biết rồi. Ông thông minh quá à. Ông mà trả lời không á, đừng có hòng bước chân vô nhà tôi lần nữa. Chào bạn. Ê, có gì giới thiệu bạn Dương Mi cho tôi mới? Tất nhiên rồi, ông đừng có lo. Bốc phải không? Ừ. Hứa đi. Hứa. Cảm ơn bạn nha. Không có gì. Ở đây là nhà của bạn hả? Ừ. Cũng bự dữ ha. À, mà hôm nay vui lắm á. Ừ. Sao lại vui? Đáng lẽ tôi chở bạn về vậy, bạn phải sợ chứ. Có gì đâu mà sợ, mình thấy vui lắm. Cảm ơn bạn nhiều nha. Không có gì. Thôi trễ tôi về nha. À Mẫn, bạn có muốn vô nhà mình uống chút gì đó không? Ba mẹ mình không có nhà. Bạn ngồi đây đi, mình đi lấy nước cho bạn uống. Ừ. Mà bạn muốn uống gì? Ờ, cái gì cũng được. Vậy mình lấy nước lọc nha. Ờ thôi, lấy mình ly coca đi. Ờ. Gia đình là số một, oh, 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 oh. Gia đình là số một, oh, 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 oh.